Xin chào bạn, chào mừng bạn quay lại với channel mình. Trong video này mình sẽ giới thiệu cho bạn một cái nền tảng, một cái dự án cực kỳ là mới. Và đây cái dự án Athena Network, một cái nền tảng kết hợp với công nghệ AI, đào tạo trí tuệ nhân tạo là hàng đầu và cũng là một cái layer 1. Và trên dự án này thì mình sẽ đào cái đồng ghim là cái đồng quay của là dự án. Và trong cái lúc mà mình đang đào mà dự án chưa mainnet thì họ đã có cái ví và đã có chức năng cho nhận và gửi. Thì cái nhận và gửi này cũng là cái tính năng mà mua bán nội bộ trước cái lúc mà dự án chưa mainnet, cũng như là cái tính năng mà chống robot. Thì trên dự án này họ yêu cầu là cần phải là xác minh KYC. Thì về cái mục là KYC này, mình chỉ là quét cái khuôn mặt là được nhé, chứng minh là con người thật là được. Còn về cái mà đăng ký nó cũng khá đơn giản. Trên cái dự án này họ mới ra mắt nhưng mà đã có cả là app cho là iOS và bên phía điện thoại là Android. Trên này thì nó sẽ có những cái mục, thứ nhất là mục ví đây. Mục ví này thì nó sẽ thống kê lại những cái lượng mà mình vừa đào, mình vừa harvest về cái ví. Còn bên này là cái phần là trang chủ, thì sẽ có cái cộng đồng là một, và cái bảng xếp hạng và cái mạng lưới và cái vòng quay may mắn. Thì cái vòng quay may mắn này mình sẽ làm cái nhiệm vụ, như là nhiệm vụ mình giới thiệu thì sẽ nhận thêm cái vòng quay đây. Và cái mục mình đào cái đồng ghim là cái mục ở giữa nhé. Và sau này mà mainnet thì cũng thể cái điểm ghim mình đang đào sẽ đổi thành cái đồng là ATH, là đồng quay chính dự án. Còn trong lúc này thì cái tính năng là mua hay là bán nội bộ thì dự án họ đã là khởi động cái ví này để mà cho cộng đồng ấy có thể là trao đổi mua bán nội bộ ở đây. Và ở cái mục giữa ấy, là cái mục mình sẽ là đào, thì mình sẽ đào với hình thức là 24 tiếng sẽ là kích hoạt đào. Và trong cái lúc mình vừa đào này thì mình có thể là harvest, mình nhận cái đồng ghim về ví. Chẳng hạn mình đang có ở đây là 0.11 thì mình có thể bấm vào nhận này, hoặc là hết 24 tiếng mình nhận nhé. Khi mình bấm mình nhận thì sẽ thống kê cái chuỗi khối mình nhận ở đây. Ví dụ mình đã harvest 3 lần thì nó hiện đây cái lịch sử mình đã là harvest, đây là 3 lần cái đồng ghim, và nó hiện tổng cộng cho mình cái số dư bên trên. Còn ở cái mục nhiệm vụ này thì các bạn có thể là làm những cái nhiệm vụ như là mình giới thiệu bạn bè để mà nhận thêm cái hộp quà. Đây nó sẽ có những cái phần thưởng trong cái quá trình mà mình giới thiệu. Và nó có thêm một cái tính năng, nếu như mà mình hoạt động ở trên cái app này, tức là mình đào liên tiếp là 7 ngày thì mình sẽ nhận được một cái ticker nhé. Nhận được là cộng là 300 ticker ở đây. Và ở cái hình mà đầu người ấy, là cái mục mà thống kê về cái mạng của là dự án, cũng như là một cái chỗ để cho bạn copy cái mã mời. Các bạn có thể là bấm đây mình sao chép cái mã mời để gửi cho bạn bè. Và dự án này thì trong quá trình mình mời bạn bè thì họ sẽ cho mình là có hai cái cấp, thứ nhất là F1 và F2, có nghĩa là cái hình thức mà tuyển Z của dự án là Z2 tầng nhé. Và trên cái trang Twitter dự án thì cũng rất ít người biết đến, vì chính thức là dự án cũng mới cho mình là đào được khoảng là 1 đến 2 ngày. Và hiện nay thì cái lượng cộng đồng mà biết đến dự án ấy để mà tải cái app về đào, ở trên là iPhone thì mình chưa check, nhưng mà ở trên Android thì bắt đầu mới có là 500 cái lượt mà tải xuống nhé. Bên dưới này là cái giới thiệu về dự án này. Thì cái giới thiệu về dự án ấy, tổng quan thì là Athena Network là một cái hệ thống công nghệ đào tạo trí tuệ nhân tạo kết hợp với AI là hàng đầu. Các bạn thể vào đây mình đọc thêm về những cái mô phỏng, những cái giới thiệu bên trong của là dự án. Còn bây giờ mình sẽ là hướng dẫn về cái cách mình đăng ký. Và cái đường link để mà tải app thì mình sẽ để ngay bên dưới phần mô tả và bên dưới phần bình luận. Sau khi mà cái app về thì mình sẽ mở lên, mình tiến hành mình đăng ký. Và sau khi mà mở app lên thì sẽ có cái bước giới thiệu về dự án. Thì các bạn cứ like, mình bỏ qua cái bước giới thiệu. Và để đăng ký thì các bạn sẽ nhìn thấy chỗ nào chưa có tài khoản này và có cái chữ đăng ký, các bạn click vào là đăng ký. Và cái bước đăng ký này thì các bạn cần phải là điền họ tên đầy đủ để mình còn KYC nhé. Bên dưới là cái mail, các bạn sẽ là ghi chính xác cái mail để mình còn nhận cái code gửi về mail và xác minh mail. Ở cái phần mà số điện thoại này thì các bạn click vào đây, mình sẽ chọn là 84 thì các bạn ghi bằng tay là 8 này, 4 này, và các bạn kích vào là Việt Nam. Các bạn ghi số điện thoại và mình sẽ bỏ số 0 đi. Các bạn ghi mật khẩu vào đây và ô bên dưới này mình sẽ xác minh mật khẩu. Và các bạn kéo lên bên trên, đây sẽ có một cái phần là nhập mã mời và nhận cái quà đăng ký và cái tốc độ đào. Thì cái mã mời này mình sẽ để ngay bên dưới phần mô tả cho bạn copy nhé.
hay là các bạn ghi bằng tay là 15648CB225 và các bạn kiểm tra lại thông tin. Thứ nhất là cái họ và tên này mình còn xác minh danh tính đấy, và thứ hai nữa thì là cái mail này, và thứ ba là số điện thoại, cuối cùng là mật khẩu và cái mã giới thiệu. Xong rồi các bạn sẽ bấm một nút là đăng ký, và sau khi bạn đăng ký thì dự án sẽ gửi một cái code về mail. Các bạn sẽ mở mail lên, mình copy cái mã OTP đấy, mình quay lại đây mình dán vào để mà xác minh cái việc đăng ký, và các bạn đăng nhập để mà mình tiến hành, mình sẽ đào đường quay. Đăng nhập thì các bạn chọn là đăng nhập bằng mail này, và các bạn sẽ là ghi cái mail, và bên dưới mình sẽ ghi mật khẩu và các bạn bấm vào đăng nhập ở đây. Và sau khi đăng nhập thì các bạn bấm vào cái mục ở giữa và nó có cái cây búa, cái cuốc, cái xẻng này, các bạn bấm vào đây nó sẽ là đào nhé. Và cứ sau 24 tiếng thì mình sẽ vào đây mình han vớt cái đồng ghi mình đào được để mà nó chuyển về cái ví và tiếp tục để mà cái máy này nó sẽ là khai thác. Và cái phần KYC này thì các bạn bấm lại nhé, bấm lại cái hình đầu người bên trên ấy, nó sẽ có cái mục là KYC, các bạn bấm vào đây. Các bạn bấm là cập nhật ở đây và nó yêu cầu mình, thứ nhất là mình sẽ phải là cho phép nó truy cập máy ảnh thì nó mới là quay video khuôn mặt được nhé. Các bạn phải là bấm cho phép thì nó mới là chụp được nhé. Mình bấm là cho phép này. Các bạn bấm ở đây mình sẽ là tải một cái hình ảnh mình chụp khuôn mặt mình ấy. Thì mình sẽ là bấm một nút cập nhật để mà nó loát cái hình ảnh lên. Và như vậy các bạn sẽ là chụp một cái hình ảnh chân dung của mình và mình tải ở đây và các bạn bấm vào cập nhật ở đây. Và sau khi các bạn là tải cái hình ảnh chân dung lên thì đến mức này nó báo là mình cần phải là quét khuôn mặt và cái hình ảnh như bên này là chính xác. Còn cái hình ảnh như bên này là mình quét sai nhé, thì bạn bấm đây mình sẽ là quét khuôn mặt. Rồi sau khi mà mình quét xong cái khuôn mặt thì báo mình là đã verify xong nhé. Các bạn nhớ là cái hình ảnh mà quét khuôn mặt đấy, các bạn phải là đưa cái khuôn mặt mình sát ôm tròn đều vào cái ô mà nó hiện trên màn hình là mình mới là quét được khuôn mặt. Còn nếu mình để mà xa quá là mình quét sẽ không thành công. Rồi các bạn nhìn thấy là hình ảnh KYC mình đã xác minh nhé. Thì hàng ngày các bạn cứ vào đây mình sẽ kích hoạt sau là 24 tiếng và mình sẽ nhận, bấm nhận cái đồng ghim thì sẽ về cái mục ví ở đây. Và đây cũng là một cái dự án rất là mới nên là sau này có rất nhiều cái tính năng thì mình sẽ cần là cập nhật và update cho các bạn biết được. Còn bây giờ mình xin là gửi đến các bạn là video hướng dẫn, mình cũng xin là dừng video ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau.